Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ. Thì hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là một số cây sứ thái ghép. Và trong cái video hôm nay là nó có một combo sứ hạ lai tạo nha cả nhà. Combo này gồm 11 cây, 10 cây sứ 5 cánh và một cây hoa hai lớp. Một combo như thế này thì giá của nó là 200 ngàn. Cái combo này cũ, có cũ thì bằng cái chén ăn cơm, có cũ thì bằng cổ chân, có cũ thì bằng cổ tay em bé nha, tùy theo cây. Rồi, combo này gồm 11 cây 200 ngàn nha. Bắt đầu cây đầu tiên, hoa 5 cánh. Này nó mới vừa bung ra 5 cánh nè. Một cánh hoa nó 3 màu luôn nha cả nhà. Hồng, trắng, sọc đỏ. Đây. Rồi, em tiếp cây số 2 này. Cây này hoa nó rất là bắt mắt nè. Nền trắng nha, nền trắng họng vàng. Cái gân của nó chạy cái gân là màu đỏ, cánh vàng tím nha. Củ này thì nhỏ, bằng cổ tay em bé. Rồi em tiếp cây này nữa, 5 cánh. Rồi, tiếp một cây này nữa. 5 cánh nữa nha. Nền nó trắng vàng đỏ ngoài nè. Cây này thì củ to hơn cái chén ăn cơm mình nữa đó. Và chiều cao của nó là tầm cỡ 60 cm. Rồi em tiếp một cây nữa, 5 cánh nữa. Cái này là hoa sắp tàn nè. Này, qua đây cái hoa này nó mới vừa bung nha nè. Nền trắng nè. Nền trắng. Nó có chạy gân gân nha cả nhà. Rồi em tiếp một cây nữa nè. Cái này là nền trắng viền đỏ. Rồi tiếp một cây nữa, cây này phân tàn ra khá là nhiều luôn. Nền của nó, cái nền này trắng kem sọc đỏ nha, họng chạy gân đỏ. Cây này cái củ của nó bằng cổ chân mình, cây phân tàn ra. Rồi tiếp một hoa 5 cánh nữa, củ này thì bằng cổ tay. Hoa này có nét nét giống phân hỷ nha cả nhà. Cây này phân tàn ra nè, 5 nhánh, 4 nhánh. Rồi, tiếp cây này nữa. Cây này nền trắng nha, nền trắng tinh xây hoa to. Xây hoa nó cỡ 4 ngón tay mình ạ. Nền trắng tinh luôn, sọc đỏ. Có nổi gân nè, em quay cận vô cho mình xem. Có gân nha, nền trắng gân viền. Củ của nó tầm bằng cái chén. Cây phân tàn trên ngọn nè. Rồi, em tiếp cây này nữa, 5 cánh nữa nè. Họng vàng. Một cánh hoa 3 màu luôn, trắng, đỏ, hồng. Rồi, tiếp cây này nữa, 2 lớp. Nền trắng, viền đỏ nha. Rồi, cái combo này thì 11 cây. 11 cây giá 200 ngàn. Cây này thì hãy khách mà mua ở xa thì cây em nhổ ra đóng thùng đi bưu điện nha. Cây này thì đã ra rễ cứng cáp rồi, cây mình cũng già rồi ha, nên nhổ đóng thùng đi bưu điện được. Rồi em tiếp cây số 2. Từ số 2 đổi về sau là sứ ghép. Số 2 là có cây hot girl. Cây vô chậu này là chậu 5 tấc luôn nha cả nhà. Hot girl tựa dài. Hoa nó hai lớp màu đỏ, cây ghép 7 bo giá 300 ngàn. Rồi, tiếp số 3. Số 3 là một em củ quái, chậu C11. Ghép giống an lạc, hoa 3 lớp, nền vàng cam, cánh viền hồng, giống này hương thơm. Hoa rất là rộ, mình thấy cái dàn nụ của nó đang ra nè. Cây này tàn thì rất đẹp luôn nha. Củ quái. Cái củ này giống như hình hai con thú. Đây, phần đây là con mẹ nó ôm con đó nè nha. Trên vàng lên quay. Cái này thì bị chày miếng đây nè. Cái củ nó to quá, lúc mà vũ nguyên liệu ra để bị chày, chày cái da xíu. Rồi, để coi cái cây này ghép bao nhiêu bo. Nó nặng quá. Ghép 13 bo nha. 13 bo giá 350 ngàn. Rồi em tiếp số 4. Số 4 là ghép giống dân ngọc màu đỏ. Cây vân ngọc. Ghép 13 bo giá 400 ngàn. Cây vân ngọc nha.
Ghép 13 bo. Cái này là trong chậu C13. Số 5. Số 5 là ghép hồng chi. Ghép 7 bo 130.000 chậu C10. Số 6, ti ti màu tím, ti ti đang vô nụ khá là nhiều, ti ti là cái lá nó dạng lá kim lá nhỏ xíu. Củ cơ bắp vô chặt chậu C10 luôn nha. Ti ti 8 bo 130.000. Số 7. Số 7 là tuyệt đỉnh. Đây, tuyệt đỉnh. Trắng viền hồng nha, tuyệt đỉnh có hương thơm. Cây ghép 5 bo 130.000. Chậu C10, hành củ chậu C10 của bên em á, có hành của nó là từ 55 cho tới 65 tùy cây. Rồi tiếp số 8. Số 8 là huyết thắng. Ba lớp đỏ đậm luôn. Huyết thắng đang vô nụ khá là nhiều, cây 5 bo 130.000. Số 9. Số 9 là ghép hai màu. Lacklist và Retty. Retty màu vàng ha. Rồi cây ghép 8 bo. Cây này cái dạng là thân ghép cao, có người thì thích được cái nhánh cao, có người thích thấp. Bên em ghép cái cây này là có cây này thân cao ha. Cây vô chậu C10 giá 130.000 ghép 8 bo. Số 10. Số 10 là T1 và dạ khúc. Đây T1 ba lớp đỏ, cánh viền tím. Cây T1 70.000 ghép 4 bo. Số 11. 11 là cẩm hồng và phương lam vàng, hai màu nha, cẩm hồng màu hồng. Đây, cẩm hồng mình đang vô nụ nè. Bên kia thấy cái hoa vàng vàng là của phương lam vàng. Cây này thì là tựa dài. Thân ghép của này thì nó ngắn. Bên em ghép đa dạng cái loại thân ghép, người thích dài thì chọn dài, người thích ngắn thì chọn luôn ha, có đủ luôn. Cây này thì ghép thân ngắn nè. Mắt ghép thì tựa ra dài. Cái cây này mình chiết zin liền được luôn. Cây trong chậu C10, ghép 7 bo 100.000. Tiếp 12, ghép hồng ngọc khôi nguyên màu hồng và màu đỏ. Hoa ba lớp, cây 6 bo. Cái hành củ này là cỡ 62 nha. Ghép 6 bo 70.000. Số 13, Nguyệt Tâm 3. Đây, Nguyệt Tâm 3. Cây ghép 6 bo, cái hành củ nó cỡ khoảng 2 gang tay, mình vòng lại giá 80.000. Số 14, ghép sĩ thư 1, ba lớp màu trắng cánh viền hồng và phạm thiên thư là màu vàng có hương thơm. Cây ghép 4 bo, hoành củ cỡ khoảng 2 gang rưỡi tay, mình vòng lại 70.000. Số 15. 15 là ghép giống huyền thoại. Huyền thoại là ba lớp đỏ, cánh viền tím. Cái huyền thoại này hoa nó rất là sắc nét luôn cả nhà. Nó đỏ mà cái điểm nhấn nó chạy ở trong cái cánh hoa mình á. Nó có một cái đỏ đậm luôn. Cái viền đậm rất là đẹp nha. Nó chạy cái phần trong đó. Mà nó vô máy thì mình nhìn không có rõ bằng mà nhìn mắt ở ngoài. Cây huyền thoại này là tựa dài nha. Cây này yêu chiếc zin thì về chiếc liền được. Cây ghép 7 bo giá 100.000. Hoành củ của nó là tầm cỡ khoảng là 60 đổ lại. Số 16, ghép hai màu. Thần tài 5 cánh màu đỏ nè. Và bên đây là ngọc băng, màu trắng xoay hoa to, ba lớp, củ cơ bắp ghép 6 bo 130.000. Số 17. 17 là ghép hai giống nữa. Đây là xuân phúc nha, ba lớp đỏ tươi luôn, xuân phúc. Và anthracene. Cái bo này là anthracene, anthracene là màu đỏ cánh viền. Củ này củ già nha cả nhà, củ già nè. Củ hình hơi quái nữa. Cây ghép 6 bo 120.000 chậu C10. Đây em quay cận ra cho mình xem. Cây đang nở hoa và vô nụ rực rỡ luôn. Rồi tiếp 18. 18 là tỏa dương, hai lớp màu vàng. Màu vàng nha, có cái lem lem đỏ. Có hương thơm. Cây tỏa dương này là tựa dài luôn. Thân ghép ngắn. Cây ghép 6 bo giá 100.000. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 18 cây này ha. Trong cái video này cả nhà mình xem, nếu yêu thích cây nào muốn gọi điện đặt hàng thì cứ gọi trực tiếp theo số điện thoại em để trên màn hình á. Hoặc là mình nhắn tin. Lúc mình nhắn tin thì mình lưu ý giùm em, mình để lại mã số cây nè và số điện thoại để em liên hệ với bên mình mà em giao cây ha. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ hàng.